Rồi chào mừng anh em nha. Thì hôm nay đây là cánh đồng lúa Bạc Ngàn luôn anh em ơi. Lúa này xạ được khoảng được 2 3 đêm mà nè anh em. Anh em thấy cái mầm không? Nó búp lên rồi nè, điều bon rồi nè. Đó. Búp lên nè, xanh, xanh xanh đó anh em thấy nè. Xanh xanh đó là đây là lúa lúa đã xạ được 2 3 đêm rồi anh em. Đó. Ở đây thì cũng có đã có diệt ốc trước rồi. Đã có phun thuốc ốc trước rồi, ốc nó chết nè anh em thấy nè, ốc nó chết lừ hư chân nè đó. Thì vào mùa vụ này thì anh em mình phải xịt thuốc ốc nha anh em, không xịt thuốc ốc là coi như là ốc nó sẽ ăn hết trơn toàn bộ cây lúa giống của mình luôn nè, nó lên nè anh em thấy không, điều bon luôn nè anh em, lên điều bon luôn. Đây mình hôm nay review về cái vấn đề xạ lúa nha anh em. Cái này là xạ bằng tay anh em chứ không phải xạ bằng hàng. Xạ bằng hàng nha. Bằng tay là có nghĩa để vô cái thúng ở dưới miền Tây mình nói là xạ bằng tay á, để vô cái thúng á. Mình đi mình xạ, xạ qua xạc lại. Đây ốc nè anh em, chết nè anh em. Đó, này là ốc bươu vàng nha anh em. Ốc bươu vàng nó cực kỳ phái ăn lúa luôn. Nè. Ốc nó chết nè. Đó, anh em thấy không? Cái này mà nó yêu cầu nha, một con này thôi nha anh em. Nó mà còn sống nha, nó sẽ quất cái ruộng lúa mình hết trơn luôn nha anh em. Ở đây thì vô chuẩn bị mùa đông xuân nha anh em. Này là mùa này mùa đông xuân rồi. Đó, thì đây bà con nông dân là một số cánh thì cũng xạ trước và một số cánh thì cũng chưa xạ, đang chuẩn bị ngâm giống xạ. Lúa lên điều bon luôn nè anh em. Nhìn thấy không? Lúa lên đều bon luôn. Anh em thấy không? Miền Tây. Đó, trội lõi trong đó có cái miếng vườn, vườn mít nha anh em. Đây cũng vậy luôn. Quá đều luôn. Xạ chuyến này không có vô vô mưa, không có đụng mưa thì cây lúa mình á nó không có bị mắc. Thứ hai nữa là nó lên rất là đều luôn, sau này mình khỏi cấy nha anh em. Thay vì đó nữa mình sẽ cấy những cái đường nước gì thôi, dặm 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 xương xương thôi, chứ lúa này hiện tại giờ anh em thấy nè, nó lên khá là đều luôn nè, nó lên đều bon luôn. Thì sau này mình hạn chế được cái vấn đề là dặm xạ dặm lại anh em nè, lên nè phúng đều bon luôn nè anh em. Để anh quay cận cảnh cho anh em coi. Đó. Lên rất là đều luôn. Thì sau này mình đỡ được cái khâu dặm lại. Ở đây thì thường thường bà con nông dân có cái bờ mẫu như gì để mình dắt phân phướng này nọ anh em cho nó dễ. Với một phần nữa này là cái ganh đất luôn. Nhằm mục đích là cái ganh đất luôn. Thì hôm nay review về cái vấn đề xả lúa ở miền Tây anh em. Lúa được 3 đêm như thế này đây. Ở bên đây chắc xả trễ hơn nè anh em. Bên đây bên giống bên đây xả trễ hơn nè. Bởi vì ra nó mới vừa búp 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 à. Còn bên đây xả trước nè. Bên đây xả trước thì nó đã lên cao nè anh em. Đó, lên cao nè. Đó. Hôm nay review về cái vấn đề lúa nha anh em. Anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Đây thì ngoài đây thì ruộng lúa, trong đó thì vườn tược nha anh em. Vườn tược. Nói chung là sắp tới chắc lẽ là những miếng đất này nè sẽ lên vườn luôn anh em. Lên quá đều luôn anh em. Lên điều bon luôn nè. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.